Kính chào quý vị khán giả của Chị Nước Mỹ. Hiện có đến trên 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống làm việc ở nước ngoài. Mỗi người đều có những lý do và câu chuyện khác nhau khi chọn sinh sống ở quê hương thứ hai. Nhưng điểm đáng quý là rất nhiều trong số họ vẫn bằng những việc làm cụ thể hướng về nguồn cội của mình. Tuần này, Chị Nước Mỹ kính mời quý vị đến với những con người như thế. Chị Hoa Nguyễn là một chủ siêu thị ở khu vực quận Cam. Kinh doanh sinh lời, nhưng chị mở siêu thị này cũng là để đưa hàng Việt vào Mỹ. Từ lọ tương, con cá, gia vị đều mang hương vị quê nhà. Rồi Việt Nam thì còn rất trẻ, lúc đó mới 18 tuổi. Bà bảo rằng là con đến nước ngoài, con phải học làm sao mà cầm cây viết. Nhưng mà sau khi cầm cây viết thì lại giúp người nông dân. Mình nói trời ơi là làm sao mà cầm cây viết mà có thể giúp người nông dân được. Đó là tâm huyết của mình. Mình muốn giúp người Việt Nam bán sản phẩm trực tiếp, không phải qua trung gian. Khu vườn sau nhà là nơi giáo sư Bùi Duy Tâm sống với nguồn cội. Tôi sống ở bên Mỹ như vậy là quá nửa đời người. Nhưng lúc nào tôi cũng là người Việt Nam. Đây là cái sân sau của tôi. Anh nhớ một cái câu là chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Năm nay đã 90 tuổi, vị giáo sư bác sĩ này từng là người thầy đáng kính của nhiều thế hệ thầy thuốc giỏi và cũng là cầu nối giữa y khoa Việt Nam với quốc tế. Tôi là một thầy thuốc thì tôi lại phụng sự đất nước tôi trong cái nghề của tôi. Tôi muốn người Việt Nam, nhất là người thầy thuốc Việt Nam có những kiến thức của Hoa Kỳ, của thế giới nhưng mà với tâm hồn Việt Nam. Thế hệ những người Việt trẻ ở Mỹ lại có những cách riêng để đóng góp với quê hương. Mấy năm qua, Phương Thảo cùng cộng sự của mình đã chung tay để hàng triệu trẻ em Việt Nam được tiếp cận với giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế và hoàn toàn miễn phí. Những cái gì mà mình cho đi mới là những cái mà mình nó tồn tại mãi mãi. Thực tế là những cái thành quả mà đạt được của STEAM ở Việt Nam, đặc biệt là nhìn thấy là các bạn học sinh ngày càng một tiến bộ hơn và những lá thư gửi về đã thực sự là một cái chuyển động lực rất là lớn. Tôi thấy cái sự trưởng thành của cộng đồng ấy, là cái sự hội nhập của họ ấy, vào cái dòng chảy chính của xã hội Mỹ với tất cả các mặt là ngày càng thành công. Thì chính là cái điểm này thì tôi thấy là người Mỹ ở sở tại cũng như là chính quyền liên bang họ hết sức coi trọng cái tiếng nói của cộng đồng người Việt. Thế và cộng đồng người Việt chúng ta thì càng ngày càng có cái cơ hội để đóng góp tốt hơn, không chỉ là đối với cả sở tại nơi họ sinh sống, làm việc, mà còn đối với cả quê hương đất nước. Welcome to our friends from Vietnam. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam tranh tài tại giải robot giáo dục lớn nhất thế giới. Thành quả từ những ấp ủ của người Việt trẻ ở Mỹ. Khi trí tuệ, tài năng và khát khao cống hiến của người Việt bốn phương hòa quyện, những trái ngọt được vun trồng ngay trên chính quê hương. Chào mừng quý vị đến với Chuyện Nước Mỹ. Lễ tạ ơn Thanksgiving là một ngày lễ quan trọng trong đời sống của người dân phương Tây nói chung và người Mỹ nói riêng. Đây là dịp tụ họp của các gia đình người Mỹ giống như dịp Tết cổ truyền ở Việt Nam. Và trong bữa tiệc lễ tạ ơn không thể thiếu món gà Tây truyền thống. Vậy những chú gà Tây này có gì đặc biệt, được nuôi và chăm sóc như thế nào? Hãy cùng theo dõi Nước Mỹ Một Màu để tìm hiểu câu trả lời. Ngày hai bận đều đặn, anh Andrew thực hiện chuyển quân trên đồng cỏ. Quân ở đây là lũ gà Tây. Gà Tây nuôi trong nhà lều, giữa cánh đồng, chuyển quân liên tục để luôn được sống trong môi trường tự nhiên, được xơi thêm cỏ tươi và côn trùng trong thực đơn hàng ngày. Gà Tây cũng là một trong những loại động vật hoang dã đầu tiên ở châu Mỹ được con người thuần chủng. Lũ gà Tây mạnh mẽ, hoạt động nhiều hơn so với gà thường, hơi hung hãn nhưng cũng dễ gần. Anh có thể nghe thấy chúng chí chói ầm ĩ. Đấy. Lều gà Tây của anh Andrew nằm giữa trang trại ở vùng đặc chất quê. Sinh ra, lớn lên ở thành phố New York sôi động, nhưng học xong cao đẳng, Andrew lại quyết định mua trang trại đi làm nông. Và trong khi người ta thường nuôi hàng nghìn con gà Tây mỗi lần, thì anh chỉ nuôi khoảng 100 con. Gà Tây cũng có thể lên tới hơn 20 cân mỗi con, nhưng Andrew chỉ giữ lũ gà nhà mình từ 5 tới 10 cân. Gà quá to không phải thị trường mà tôi nhắm tới. Mấy cả nhồi cho lũ gà to quá cũng khổ cho chúng, vì lúc đó chúng đi lại rất khó khăn. Nó không tốt cho sức khỏe của lũ gà. Hôm nay ông David,
Một người dân trong vùng đến trang trại của Andrew chọn đặt mua một chú gà Tây cho lễ tạ ơn sắp tới. Giá gà ở đây khoảng 60-100 đô la một con, cao hơn gà làm sẵn ngoài siêu thị hoặc gà từ các trang trại công nghiệp. Tôi muốn biết chắc chắn rằng gà Tây tôi mua được nuôi theo cách mà mẹ thiên nhiên đã tạo ra, rằng chúng là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, khiến tôi không phải lo lắng gì. Nên tôi sẵn sàng trả tiền nhiều hơn để mua sản phẩm được nuôi khá tự nhiên như thế này. Gà Tây được nuôi cơ bản là để phục vụ việc lễ tạ ơn. Nhưng mỗi năm, thường có hai chú gà Tây đặc biệt, không phải lên bàn tiệc, thậm chí còn được tới diện kiến Tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng, được ân xá và phóng sinh theo truyền thống. Ví như hai chú gà Tây này đã thực hiện một chuyến đi tàu từ trang trại ở quê lên thủ đô, được ở một đêm trong khách sạn sang trọng bậc nhất ở Washington DC. Phòng của gà còn được treo biển đề nghị không làm phiền để đảm bảo không gian riêng tư. Cả hai thậm chí đã tham dự một cuộc họp báo trước khi tới Nhà Trắng diện kiến Tổng thống Mỹ. Hai chú gà này được huấn luyện làm quen với truyền thông. Cả hai đã quen với ánh đèn. Tôi đã mất rất nhiều thời gian cố gắng đào tạo chúng quen với đèn đóm, tiếng động, với việc mọi người nhìn ngắm và đặt câu hỏi. Sau khi được phóng sinh từ Nhà Trắng này, các chú gà Tây thường được chuyển tới sống phần đời còn lại tại một trại an dưỡng gà Tây ở các trang trại hoặc trường đại học. Nhưng không phải chú gà nào cũng may mắn như thế. Ước tính mỗi năm có khoảng 50 triệu chú gà Tây khác không được đi an dưỡng mà sẽ lên bàn tiệc của người dân Mỹ trong dịp lễ tạ ơn Thanksgiving. Lễ tạ ơn Thanksgiving vào cuối tháng 11 cũng coi là thời điểm khởi động cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm của người Mỹ, bắt đầu từ sự kiện Black Friday, tạm dịch là ngày thứ sáu đen. Trong ngày Black Friday, hầu hết các cửa hàng, các nhà bán lẻ Mỹ đều thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu nhất trong năm nhằm kích cầu thu hút người tiêu dùng. Điều này tạo ra những điểm đến cực kỳ hấp dẫn, đó là các trung tâm mua sắm trên toàn nước Mỹ. Và hãy cùng dạo quanh một số trung tâm như thế trong ngày Black Friday. Dòng người xếp hàng dài dằng dặc. Đa phần các cửa hàng và trung tâm mua sắm mở cửa bán hàng giảm giá từ 5-6 giờ chiều. Nhưng người ta đã xếp hàng chờ đợi từ trước đó rất lâu. Có người đứng đợi vài tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt. Không khí rất sôi động. Mọi người ai cũng xếp hàng đợi cả. Tôi cũng thế. Chẳng thấy có vấn đề gì. Chỉ thấy vui mà thôi. Tận hưởng không khí này thật là thích. Bạn cũng sẽ không tưởng tượng được trong kia có những món hời gì đang đợi mình đâu. Các mặt hàng điện tử thường được giảm giá nhiều nhất trong dịp Black Friday. Nhiều kệ hàng trống rỗng chỉ vài phút sau khi cửa hàng mở cửa. Các nhà bán lẻ thì muốn giải phóng kho hàng để dành chỗ cho những sản phẩm mới hơn. Còn người tiêu dùng thì trước dịp giảm giá phổ biến 20-30%, thậm chí hơn nữa, thì khuân hàng như đi trải hội. Tôi mua được chiếc TV 50 inch cho người mẹ đáng yêu của tôi, một chiếc 48 inch cho tôi, rồi máy pha cà phê và một loạt đồ khác nữa. Quá là vui! Tôi đã chuẩn bị rất lâu cho Black Friday, chuẩn bị tiền để không bỏ lỡ những thứ cần mua. Chiếc TV này đáng lẽ tôi phải trả 600-700 đô la, nhưng hôm nay chỉ tốn ít hơn một nửa số ấy. Nên thứ 6 đen, chứ thứ 5, thứ 7 đen gì thì cũng là tốt hết cả. Bên ngoài xếp hàng, bên trong cũng xếp hàng cả tiếng đồng hồ để chờ thanh toán. Liên đoàn các nhà bán lẻ của Mỹ ước tính có tới gần 115 triệu người, chiếm khoảng 1/3 dân số Mỹ mua sắm trong dịp Black Friday. Các hãng, các nhà bán lẻ, ngoài giảm giá tại cửa hàng, cũng đưa ra các ưu đãi lớn không kém cho khách hàng mua trực tuyến trên mạng. Doanh số bán hàng trực tuyến dịp Black Friday năm ngoái cao hơn doanh số bán tại cửa hàng. Năm nay dự kiến còn tăng hơn nữa. Gần nửa đêm mà vẫn còn rất đông người xếp hàng để săn hàng đại giảm giá ngày Black Friday. Nhiều cửa hàng phải thắp cả đèn sưởi để giúp khách hàng bớt lạnh trong khi chờ đợi. Nhưng những tấm biển giảm giá dường như khiến cái lạnh không đồ đồ đông chả còn mấy nghĩa lý.